hé lộ danh tính bầu Sô Liên Phạm, người vợ quyền lực của Đàm Vĩnh Hưng. Sau cuộc hôn nhân bí mật kéo dài hơn một thập kỷ, Đàm Vĩnh Hưng vừa bị bầu Sô Liên Phạm đâm đơn ly hôn khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Mới đây nhất, sáng ngày 16 tháng 10, cư dân mạng bỗng được phen nháo nhào trước thông tin ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị bà xã hơn 17 tuổi đâm đơn ly hôn sau hơn 10 năm gắn bó. Theo hình ảnh về lá đơn được cư dân mạng truyền tay nhau, bà xã Mr. Đàm đã nộp đơn lên tòa xử ly hôn với nam ca sĩ từ tháng 8 năm 2021. Trong đơn ly hôn, cả hai đã kết hôn từ ngày 13 tháng 6 năm 2004 và ly thân vào ngày 22 tháng 2 năm 2018. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng và vợ không có con chung và cũng không phân chia tài sản. Cuộc hôn nhân kéo dài 17 năm, chưa từng được ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ với truyền thông hay công chúng. Tuy nhiên, những ca sĩ hải ngoại và loạt ca sĩ Việt từng bay sâu cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đều biết mối quan hệ đặc biệt này. Thông tin trên nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi khắp các nền tảng mạng xã hội và khiến người hâm mộ không khỏi ngỡ ngàng. Rất nhanh chóng, khán giả đã tìm ra danh tính người vợ vừa nộp đơn ly hôn với ông Hoàng Nhạc Việt. Cụ thể, vợ của Đàm Vĩnh Hưng chính là bà Lien Jackie Pham, một trong những bầu Sô nổi tiếng tại đất Mỹ và làm chủ nhà hàng. Bầu Sô Liên Phạm còn là người đã thành lập công ty Sài Gòn Entertainment từ năm 1994 và tổ chức nhiều chương trình khá đình đám có sự góp mặt của ca sĩ trong nước lẫn ca sĩ hải ngoại. Mỗi năm, Sài Gòn Entertainment tổ chức hơn 20 show phục vụ Việt Kiều khắp nước Mỹ và châu Âu. Được biết, mỗi khi bầu Sô Liên Phạm có mặt ở thành phố Hồ Chí Minh thì các nghệ sĩ luôn chào đón và dành sự kính trọng nhất định. Bởi lẽ, bà xã Mr. Đàm đã hỗ trợ loạt sao đình đám sang Mỹ diễn như Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Phan Đình Tùng, Hồ Trung Dũng, Uyên Linh, Trấn Thành, Duy Mạnh. Được biết, trên trang cá nhân, bà Liên Phạm thường xuyên cập nhật những bài đăng bày tỏ sự ủng hộ, khích lệ giọng ca Bình Minh hãy mang em đi trong hoạt động nghệ thuật. Về phần Đàm Vĩnh Hưng, anh cũng tích cực tương tác và gọi người vợ trong giấy tờ của mình là sếp. Cách đây vài năm, người hâm mộ cũng đứng ngồi không yên trước nghi vấn Mr. Đàm đã đăng ký kết hôn với một bầu Sô hải ngoại. Tuy nhiên, thời điểm đó, chính chủ vẫn quyết định giữ im lặng trước những lời bàn tán và thông tin về hôn nhân của anh vẫn chưa từng được tiết lộ. Hiện tại, những tin tức về việc kết thúc cuộc hôn nhân bí mật của nam ca sĩ đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân tình và nhận về nhiều luồng ý kiến. Xoay quanh việc ly hôn của Đàm Vĩnh Hưng với bầu Sô nổi tiếng, rất nhiều khán giả bất ngờ và đặt ra những nghi vấn khác nhau. Tuy nhiên, phía ca sĩ sinh năm 1971 vẫn chưa có động thái lên tiếng về sự việc này.